Hello, Tài xin chào tất cả các anh em bạn bè Sài Gòn đang theo dõi kênh YouTube Thiên Tài Roland của mình nha. Hôm nay trong clip này mình sẽ review một chiếc kit KD140 và một chiếc kit KD10. Mình sẽ so sánh giữa hai tiếng bass của KD140 và kit KD10. Hai nó sẽ chênh lệch như thế nào thì hôm nay trong cái clip này Tài sẽ review cho các bạn cùng xem và nghe và cảm nhận được giữa hai chiếc kit này nó khác nhau như thế nào về cái độ to và độ ấm, độ hay trong chẻo của từng chiếc kit nha. Thì hôm nay là mình có được hai chiếc kit, một chiếc kit đó là một chiếc kit KD140 và Made in Japan, và một chiếc kit KD10 Made in Malaysia. Hôm nay mình sẽ review hai cái chiếc kit này cho các bạn cùng nghe và chúng ta cùng thưởng thức thử coi hai cái chiếc kit này độ chênh lệch của nó như thế nào nha. Và mình sẽ dùng cùng một rắc, một rắc kit mình đút qua một cái kit KD140 và mình sẽ rút cái rắc kit đang đút vô KD140 và mình sẽ thử qua một chiếc kit KD10 cho các bạn cùng xem và tham khảo hai chiếc kit nó như thế nào nha. Rồi các bạn cùng xem cận cảnh và Tài sẽ quay cận cảnh trước rồi mình sẽ thử cái độ kêu của nó nha. Rồi mình sẽ thử trên bộ dàn Roland TD50 KVS nha. Và ở giữa đây là chiếc kit Roland Verom 140. 140 KD140 nó bự 14 inch nha các bạn. Và thứ hai là kit Roland Verom KD10. Chiếc kit màu đen này là KD10 nha các bạn. Và chiếc màu trắng xám đen kia là KD140. Và chúng ta cùng nhìn cận cảnh. Rồi, mặt lưới màu trắng này là KD140. Đây. Đây KD140. Rồi và đây là chiếc kit Roland KD10. KD10. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng so sánh giữa hai chiếc kit nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và cảm nhận trước chiếc kit Roland KD140 nha. Rồi chúng ta cùng xem. Rồi giờ mình sẽ vô mình đạp cho anh em cùng nghe nha. Cho anh em chúng ta cùng nghe giữa hai chiếc kit nó khác nhau như thế nào. Chúng ta đừng nghĩ nó là đồ điện tử mà là nó cho ra chất âm như nhau nha, nó khác hết nha các bạn. Nhiều anh chị chơi ROM không biết kêu cái nào nó kêu cũng như nhau, nhưng mà thật chắc ra nó không phải vậy nha. Bây giờ chúng ta cùng nghe một chiếc kit Roland KD10 và KD140 thì chúng ta cùng nghe thử coi cái âm sắc của nó như chênh lệch như thế nào để chúng ta cùng đánh giá nha. Rồi đầu tiên là chiếc kit V-Bass 140 nha, và chúng ta cùng nghe tiếng bass. Mình sẽ đạp cùng một lực chân nha các bạn. Mình đạp cùng một lực chân và đạp mạnh hết cỡ, và bên KD10 cũng vậy nha, cùng một lực chân và mạnh hết cỡ. KD10 và
và chúng ta cùng nghe. Bây giờ là chiếc kích KD10.
khi chúng ta đạp lực chân mạnh nó không bị quát tiếng bị bể các bạn ha. Rồi giờ clip của mình tới đây xin tạm dừng nha. Các bạn cùng nghe và cùng cảm nhận tiếng kích mình vừa test trên hai chiếc kích của Roland. Một chiếc đó là 140 KD 140 Verom Bass. Bên đây là cái màu đen này là Roland Verom Bass KD10. Anh chị em chúng ta cùng nghe hai chiếc kích và cùng cảm nhận hai cái sự khác biệt của nó nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn.